Hôm nay Đông Nghi rất là hạnh phúc khi mà làm clip này để gửi lời chào và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Đông Nghi. Ở đây em làm một cái mô hình hoàn toàn hiện đại theo cái xu hướng mới và chuyên về cà phê, rửa xe, detailing và những dòng nhớt chất lượng nhập khẩu từ Đức. Ở đây là khu vực trưng bày những cái sản phẩm dầu nhớt nhập khẩu. Em làm ba thương hiệu Reton và dòng bẹt Linon là sản phẩm của Reton, thương hiệu Striking và thương hiệu Speedon. Thì những sản phẩm này được nhập khẩu trực tiếp Reton và bẹt Linon từ Đức. Striking là thương hiệu của người Việt Nam, rất là tự hào 10 năm phát triển thương hiệu của người Việt Nam. Và Speedon nhập khẩu chính thức từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những dòng nhớt rất là chất lượng. Và em cũng là một trong những người theo cái ngành dầu nhớt này lâu năm. Và em tìm được những dòng nhớt này thật sự chất lượng với cái giá hợp lý dành cho không chỉ anh em chơi xe Việt Nam mà còn cho người dân Việt Nam có thể dùng những sản phẩm nhớt này. Thì Nghi xin giới thiệu về những cái dòng sản phẩm của Reton và Bedinon. Đây là những sản phẩm sản xuất đóng gói trực tiếp từ Reton ở thành phố Quebec của Đức với hai nhà máy hoàn toàn hiện đại. Và với thương hiệu Reton có từ năm 1892 đến nay là 127 năm, rất là lâu đời trong ngành nhớt. Và ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu về những cái dòng sản phẩm nhớt chất lượng đến từ Reton Đức. Đây là dòng sản phẩm 10W40HP. Đây là sản phẩm nhớt Reton tổng hợp toàn phần và dùng cho những dòng xe mô tô phân khối lớn, rất là ngon. Và hiện tại là xe R1 của em dùng lần này rất là ok luôn. Tiếp theo, đây là dòng 10W40 Street Bike. Và dòng sản phẩm này là bán tổng hợp nhưng có phụ gia Molinium. Đây là dòng phụ gia tiên tiến nhất trong ngành dầu nhớt và đã có trên sản phẩm của Reton, dùng cho những dòng xe hai bánh phân khối nhỏ rất là tốt. Tiếp theo, đây là sản phẩm nhớt cho Reton Hyterophy dành cho những dòng xe hai thì, nhớt pha của xe hai thì. Tiếp theo, đây là dòng Reton 5W40 Economy. Đây là dòng cho xe hơi với can 4 lít cho xe hơi và có thể dùng cho xe tay ga, rất là tuyệt vời luôn. Tiếp theo, em xin giới thiệu đây là dòng sản phẩm mang hình ảnh và tên của em. Và em cũng giới thiệu với quý anh chị em, đây là sản phẩm đặc biệt của Reton dành cho thị trường châu Á. Ở châu Âu thì có một phiên bản đặc biệt với một vận động viên đua xe hơi của người Đức. Và ở châu Á em là được vinh dự là người đầu tiên xuất hiện trên phiên bản đặc biệt này với hai cấp nhớt 5W40 Racing 40 SN. Và đây là dòng sản phẩm dùng cho xe có nâng cấp máy, những xe nâng cấp máy cũng như là những xe đi tour hiện tại, và xe số và tay ga đều dùng được. Và em thật sự là vinh dự khi sản phẩm này mang cái chỉ số nhờn gọi là hiện tại là rất là cao, là 180. Tiếp theo, đây là dòng Đông Nghi Racing Oil Reton 10W40 Street Bike SN. Đây là dòng sản phẩm chuyên cho xe hai bánh phân khối nhỏ và xe số tay ga đều dùng được. Với những cái xe mình đi hàng ngày hoặc là những cái xe hiện đại đời mới sau này rất là dùng là rất là tuyệt vời luôn. Tại vì mỗi sản phẩm khi mà em cung cấp dịch vụ cho quý khách, em là người đầu tiên dùng và em đảm bảo chất lượng đó. Tiếp theo, đây là thương hiệu Berlinon, là thương hiệu của Reton, một trong những sản phẩm của Reton đánh dấu ngày ra mắt nhà máy thứ hai của Reton ở Đức. Và đây là dòng sản phẩm cao cấp của Reton Đức, có hai chỉ số 10W40 và 10W50, dùng cho xe phân khối lớn, dùng cho xe phân khối lớn rất là ok luôn. Và em rất là cảm kích quý khách cũng như là anh em bạn bè khắp nơi
3 năm nay đã luôn ủng hộ em và cho em cái sự phát triển như thế này, và em cảm ơn tất cả mọi người. Thấy Dũng Official cũng cảm ơn Đồng Nghi đã đồng hành với Dũng trong cái clip này, và hứa hẹn là sẽ tìm hiểu về sản phẩm của Nghi và Dũng sẽ bán về sản phẩm này. Dạ. Nếu mà các bạn đồng ý hãy cho comment với Dũng. Dạ, rồi cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn Đồng Nghi. Ngày hôm nay hai anh em có thể bắt tay để đồng hành cùng phục vụ quý khách những dòng sản phẩm dầu nhớt chất lượng nhập khẩu trực tiếp và đóng gói sản xuất tại Đức, với chất lượng và giá rất là ưu đãi cho thị trường Việt Nam mình. Em xin cảm ơn em. Dạ. Em cảm ơn Đồng Nghi. Dạ. Phong Nghi đang show một chiếc xe cho anh em xem qua. Xe này đã được nâng cấp. Bạn thì Dũng cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Dũng đến giây phút này nha các bạn. Thì hy vọng là các bạn sẽ đến ủng hộ chi nhánh số 6 của Đông Nghi. Thì địa chỉ chi nhánh là 414/11 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn nhiều sức khỏe hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Thái Dũng Official, và các bạn hãy đăng ký kênh Dũng nhiều hơn, subscribe kênh giúp Dũng và like. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.